chỗ đi cực đi ngày mua chị bớt phá mình cũng khổ chị bớt lắm này chị bớt. Mua được đồ ha cái này. Mua được đồ à? Còn đồ chi không? Mua bên đây hả? Không, chị qua cái shop đường Núi Thành thôi. Tại vì cái Núi Thành là một cái ở hồi đó. Shop thì mà vải là đồ con sáu rồi. Cái con kho trước mà mua nó đi kìa, ừ. Nó thơm nó đi. À. Chồng na nó thì đang đi mua cái con kho chi mà của loài chi Thái Lan hả? Loài chi đó, hình như là Thái như vậy. Đồ nó đâu có thơm đâu em, anh bỏ một đống cũng thơm đâu, tự nhiên mua. Thì nào cũng nát đúng không? Cái mà có ba cái một bữa hả? Ờ, đúng không? Vậy. Đúng rồi. Chị nói vậy, ba bịch có 50 hả? Mà công dần thiệt không thơm luôn. Ta ăn bịch mà 50 mà nó thơm ha. Ừ. To nó không thơm, bán nó lù lù lù. Cái từng hở mà sao bên đây mà nó nói miết vậy? Ừ, nó nói vậy biết được không? Em tưởng nó hạt theo chị chứ. Bây giờ em thấy chị nói cao bé thần thái à. Hồi nãy đi qua chỗ bà bấm chị nướng lọc ngô tính mùi vậy ăn à. Em còn no, tính là em còn no luôn á. Còn này rồi, rồi. Khách mời ơi. Gì là bé lên đây luôn này. Yên, bé thì định tay gì luôn. Một mình em lấy hai tay hả? Tự đó. Ở dưới ở trên như nãy không mưa hả? Không. Ở dưới kiến mưa. Lấy ví dụ như chiếc nhẫn mà nhẫn thiệt á kìa, bằng thiệt á, mà mình đi đổi cái size nhỏ đó, ừ. Chắc là cũng tốn chứ đúng không, tốn tiền đúng không? Không tốn hả? Ừ. À, làm nhỏ với lại nâng size đó không tốn. Với lại là mua chú này mà bón chú khó hay sao? Mình đổi chú khó.
Em có hóa đơn đó không? Không, không có hóa đơn. Không có hóa đơn thì mình đổi chỗ khác không được, nhưng mà nó sẽ bắt giải miếng mắc hơn. Tiền công tiền đồ tính mắc hơn. Thì giải đó. Bằng tay hay là bằng chi? Bằng thiệt á. Vàng mà 98, 99 nữa hả? Ừ, 99 á. Ờ, cái 99 đó thì không. 99 đó thì ở không có giá, em coi thì giá chỗ mua cũng được thì mình bán thôi. Mỗi chỗ tiền. Không, em đổi sai chứ em. Nhỏ quá à. Nó to quá kìa. Thì ra ngoài chợ mình nè. Cho em đổ cái nhẫn chỉ mà sao nếu mà đổ như đó là không tính tiền, nhưng mà nhiều khi là cái giá vàng lên thì họ cũng sẽ bù lại cho không đổ ngang chứ. Nhưng mà phải mua thêm cái chi nữa thì đổ. Ủa, trong cái chiếc nhẫn là có để vòng chi hiệu chi đúng không? Ở dưới cái bên trong cái nhẫn là vàng 98, 99 vẫn ghi chân chứ. Ra mấy cái vàng nó đổ những cái lách tất tay bàn tay không ý là đổi em đeo chữ cho ông thôi chứ giờ khuôn nó to quá kìa. Nhưng mà ý là đâu có nói cái màu vàng nó mang những vàng em đâu có đeo đổi gì cho mẹ em đeo chứ. Do mẹ kêu sợ mua ở Đà Nẵng mà gì con người đổi là nó mất giá. Đúng rồi đó, hồi trước cũng nghe Quảng Ngãi nói đứa mà chị cũng bình thường thì mua ở Quảng Ngãi thì đổi Đà Nẵng cũng bình thường do có giá vàng thì mẫu nơi nhiều rất là ai có liền ăn nhất nghĩa tiện mà có mua bán chơi nhau được được mình nhau đâu thôi vô hoa kim nguyên cho chết hả? Không, hoa kim nguyên bị phốt hơi nhiều nữa. À vô ký Ngọc Thịnh đó đâu? Ngọc Thịnh ở vô cái đường Trần Đạo Vương đó gần cũng mới á chỗ hoa nguyên chạy thẳng lên Ngọc Thịnh đó mọi ý tiếng giá vàng nó được à. Tiệm nó lớn không? Lớn. À, Ngọc Thịnh có tiếng rồi nãy rồi. Cái này kia nó xịt. Là cái chỗ mà túi đi ăn là toàn bò. Không phải là bò, chính là bò không nha. Chắc là mình nướng bò thì sẽ thích cái nướng bò hay ăn á. Ăn bò miếng 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 á. Ừ, miếng miếng miếng. Ăn kiểu son, kiểu bằng nĩa với bằng vô á. Ăn son, ăn kiểu bằng nĩa với bằng vô á. Thì cái nó phải có gì nĩa với da mới cắt được ly. Ừ. Ăn nó không có nĩa với da đâu, cắt ăn được đâu vì cái miếng bự mà. Nhường chị Yên à? Ừ. Cái sôi thuận lộn. Gần xong rồi. Thằng cho bé đang ngồi nghỉ xíu rồi tiếp. Còn dưới đây nhiều lắm nè. Để mẹ nó chờ lâu. Và xong nằm chờ chứ không bé? Có đi đâu không? Để anh Huy qua bên kia. Tôi ngồi ghế này.